sau khi di dời khỏi vùng đất Gò trên đảo Nhiếm trong lòng hồ Dầu Tiếng để bàn giao mặt bằng cho công ty Xuân Cầu thuê đất thực hiện dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng kết hợp với phát triển du lịch sinh thái, nhiều người dân tiếp tục dựng nhà chòi sinh sống và canh tác nông nghiệp trên vùng đất bán ngập trong đảo. Theo ghi nhận của phóng viên, hiện nay vẫn còn khoảng 10 hộ dân còn cất chòi để canh tác nông nghiệp trên vùng đất bán ngập của đảo Nhiếm. Qua trao đổi với đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi Dầu Tiếng Phước Hòa là đơn vị chủ quản lý trực tiếp vùng đất bán ngập trong lòng hồ Dầu Tiếng cho biết, việc người dân di dời làm chòi sinh sống và canh tác trên vùng đất bán ngập của đảo Nhiếm là trái với quy định. Hiện công ty đang lên kế hoạch để trồng rừng trên vùng đất bán ngập này. Khi dự án trồng rừng được triển khai thực hiện, thì những hộ dân sinh sống tại khu vực đất bán ngập trong đảo Nhiếm buộc phải di dời trả mặt bằng để công ty thực hiện dự án trồng rừng. Quý khán giả thân mến, chương trình Vì Văn Minh Cuộc Sống phản ánh đa chiều sự chuyển động của đô thị đến nông thôn. Quý khán thính giả có thể gửi các thông tin, những hình ảnh đẹp, gương người tốt, việc tốt hoặc những tồn tại bất cập làm mất mỹ quan đô thị nông thôn về chương trình theo địa chỉ. Email tin thời sự ttv11a@gmail.com, inbox Facebook Xuyệt Tây Ninh TV Online hoặc liên lạc đến số điện thoại 0889 122 333 nhánh số 1. Tất cả vì một đô thị nông thôn văn minh, nghĩa tình.